Bị Lý Nhã Kỳ hỏi bao giờ lấy vợ, Nguyên Vũ hứa hẹn tổ chức đám cưới cùng Lý Nhã Kỳ. Khách mời trong tập 12 trà chiều cùng mợ chảnh Lý Nhã Kỳ chính là ca sĩ Nguyên Vũ. Trải qua gần 20 năm gắn bó, Nguyên Vũ cho biết tính cách của Lý Nhã Kỳ không hề thay đổi so với hồi đầu gặp gỡ. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết Nguyên Vũ là người đã ra sức ngăn cản khi cô viết tâm thư bỏ nghề. Bên cạnh tài năng và sắc đẹp, Nguyên Vũ còn trân trọng Lý Nhã Kỳ khi cô luôn tích cực làm từ thiện. Cuối chương trình, Nguyên Vũ trải lòng, tôi không lùi bước khỏi nghệ thuật, chỉ muốn thử thách mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Lúc đang là ca sĩ, tôi nhận nhiều lời mời đóng phim, làm MC. Mặc dù làm diễn viên cát-xê không nhiều bằng đi hát, nhưng tôi thích sống trong một nhân vật, một con người khác. Dù được gọi là diễn viên hay ca sĩ, tôi cũng vui, miễn là khán giả nhớ đến mình. Khi được hỏi có bị hối thúc lập gia đình không, Nguyên Vũ bật cười. Tôi là con út trong nhà, các người anh của tôi đã có vợ hết rồi, mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ giục tôi. Đồng cảnh ngộ, Lý Nhã Kỳ cho biết, dù mẹ cô đã có cháu nhưng vẫn giục con gái lấy chồng. Tại đây, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi thẳng thắn hỏi về dự định lên xe hoa của Nguyên Vũ. Nguyên Vũ dí dỏm đáp lại, khi nào Lý Nhã Kỳ lấy chồng thì tôi lấy vợ, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cùng nhau. Chia sẻ về dự án trong năm 2022, Nguyên Vũ cho biết sẽ ra mắt mỗi tháng một MV. Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ sẽ trở thành khách mời trong sản phẩm mới nhất của